Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Nam ơi. Và ở lần video này thì Khải sẽ mua một cái chì bên sắc nội công, cũng có thể là nô 1 đầu tiên server, với giá 3 triệu Việt Nam đồng. Anh em cùng chờ đợi cái chì thì như thế nào anh em ơi. Rồi, cho anh giao dịch cho anh em xem. Cái chì nô 1 server 3 triệu Việt Nam đồng. Hiện tại người này là người quen anh em ơi. Quá đẹp luôn. Trời ơi chị, ôi trời đẹp ghê luôn ta. Quá đẹp rồi anh em ơi. Bành sắc nội công 200, kháng hỏa, sinh lực nội lực luôn. Quá đẹp. Ok, đã bàn tiền. Rồi, quá đẹp anh em ơi. Thằng em trong bang anh em ơi. Quên thằng em ở ngoài xã hội. Rồi, quá đẹp. Đó, một cái chì quá tuyệt vời anh em ơi. Trời ơi, cái chì này nãy nó nói thì nói chung thì như hồi trưa á, có người bảo là nó rao hai mấy triệu Việt Nam đồng, mà càng nghĩ của cái chì này làm gì đến giá hai mấy triệu, càng nghĩ trong đầu khoảng tầm 3 đến 4 triệu là mua được. Và hiện tại ếch này đang rao với giá là 60 kim, tương đương 4 triệu. Thì 4 triệu thì ông anh nghĩ cũng khá là cao. Thì nói chung Khải cũng nói rồi, cái này á được giá lắm á, mua cầm dưới 4 triệu hoặc là khoảng 3 triệu là đẹp. Thì trả giá mà cả nhau được cái bán sắc nội công 200 anh em ơi. Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi đỡ ban anh em ơi. Ban tiền. Rồi đã giao dịch nhanh Tùng ơi. Anh ban giờ đấy nhất được chưa? Ok. Quá đẹp. Không, cái này thiên trưởng cầm làm gì anh em? Thiên trưởng á thì nên cầm sắc thương một lý nội công. Còn nghe mi trưởng thì cầm cái này thì easy game rồi. Quá đẹp luôn. Má trời đẹp dưỡng, quá trưởng luôn. Quá đẹp. Ok anh Tùng ơi. Rồi để em xếp xếp. À anh Tùng đang đâu vậy? Rồi cái gì? Ở cái giá truyền kim bữa anh mua cho anh Tùng. Giá truyền kim bữa không được, mua được về sau thằng Avalon nó mua mất đấy. Được. Ở giá truyền. Ủa Avalon 77 thế. Được. Ở giá truyền đẹp không mua được. Vừa tưởng anh nói anh tưởng mua được rồi chứ. Không mua được, thằng nó bảo nó bán trong bang, cùng thằng Avalon đang đeo. Nếu không mua được thì cái giá truyền thổ kia cái gì đỡ lại có thể sử dụng được nha anh ơi. Ừ thì dây truyền thì Ruby phải mặc áo kim. Mặc áo kim mà nón thổ nón chón dòng 1. Ừ. Đai đai sẽ mang đai phòng thủ lý làm chậm, nhẫn làm chậm. Rồi tất cả full kháng lôi. Lý làm chậm những dưới trận còn lại full kháng lôi. Đúng rồi, là chính xác. Hoặc là một cái nhẫn dưới kháng băng hoặc một cái đai lưng kháng băng. Dạ đúng rồi. Rồi bao tây có thể là làm chậm phòng thủ. Nói chung cái hướng em mi nó dở mặt mà. À không được. Bao tây thì chỉ hướng được bao tây chỉ hướng kháng được lôi. Kháng lôi thôi. Bao tây chỉ được kháng lôi thôi, tại vì kích cái đai rồi. Chỉ một kháng lôi thôi. Ủa sao chịu cái chị nói hai mấy triệu ta? Thì dạy mới nói tụi em fan cái gì mà đủ đãi cái chị lên hai mấy triệu, anh mới kêu đồ thua luôn á. Cái chị này mua 3 triệu nha. Tôi chỉ rất á, tụi nó 45 kim, đẹp đấy. Rồi, đẹp nha anh em. Đầu nó đang 25 triệu. Ừ, kêu 25 triệu ai mua. Quá đẹp. Trời, cái này là nghe mấy trưởng chụp lục đẹp luôn em ơi. Nghe trưởng đánh hợp lý luôn, quá tuyệt vời. Trời ơi, sau này nghe mấy trưởng đánh cầm cái này khỏi chơi em ơi. Thằng no 1 server luôn. Không có gì để chơi nè. Chị giải cho giải. Ơi anh còn thiếu tinh không? Đưa em đi hóng binh luôn cho anh Tùng. Em còn hai cục hóng binh này. Em còn mấy viên thiếu tinh luôn này. Anh Tùng. Đây, thủy tinh á đây. Còn đã còn. Đưa lần đầu tiên đưa em cho em đưa cho em một nhưng viên mà còn tử. Mỗi một viên tử. Ê, còn mỗi viên tử à? Còn lục không? Còn lục nhiều, lục 5 viên còn rồi. Đưa em một viên lục. Em test cái phát đầu tiên thì nó ra cái gì? Một viên lục thôi. Bên này em còn hai viên thủy tinh. Ok. Tương dương lợi quan anh ơi. À, ít điểm phóng viên à. Khả đi lấy điểm phóng viên à. Đậu là phát một ra kiếm luôn rồi sao? Đúng không? Không? Đậu ra kiếm luôn, đậu phải tốn tiền hơn rồi nè. Rồi, làm luôn luôn. Tại vì cái này muốn gì cái kiếm mà đẹp luôn em ơi. Nghe mi vừa đánh trưởng đánh kiếm nó cảm giác nó thú vị thôi chứ còn không làm được gì hết, nhưng mà cảm giác nó đẹp lắm. Đẹp là được. Ra cái kiếm rồi bữa nào phát sáng nữa. Rồi, ối trời ơi luôn. Tương dương là quan cho cũ anh ơi. À, hiện tại bây giờ là cần cái hón binh đó, một cái hón binh, một hón binh thật, một 200 xu. Rồi ok, bên này còn xu giờ anh ơi, còn một viên lục thôi, viên lục lúc nãy thôi.
ngày mai anh cứ đưa cho em một bộ cộng thêm một viên lục nhé. Đó, đúng rồi đó, ok, làm được hai phát đó, em đang hỏi anh là có một bộ là chuẩn rồi, ok, làm được hai phát nha. Bên này em có hai lục rồi, giữ tiền dạng, trăm dạng, bên này em còn tiền dạng còn không? Đây tiền vạn còn hai phát cho anh em xem như thế nào anh em ơi. Là cái kiếm luôn không đây, like luôn phải ơi. À, đây đây like đi, có cho anh em xem đây. Nãy giờ vô coi đây anh em ơi, vô coi siêu em ơi. Ok đó. Còn dư này đang bơ rờ bán thêm cái đao, còn dư cái đao tóc 20 độc sát 31 anh em ơi, anh em là mua hú nha anh em. Đó rồi, hiện tại như này hổ huynh thật này đủ hai bộ nè, hổ được hai phát anh em. Thì tinh này hai cục hón này, 200 xu một lần hón này. Cánh mình bánh các kiểu luôn nha anh em, cho nó gọn rương thôi đó. Rồi một lần hón là 50 điểm phúc duyên, điểm phúc duyên A, điểm phúc duyên người có mà đầy một quả thẻ kiếm này, quả thẻ kiếm luôn rồi, thẻ kiếm rồi. Let's go, hiện tại bây giờ thì ép hón nguyên thạch trước anh em ơi. Tôi muốn đổi cây vụ tam sắc thạch đó, ba dương thị tinh là một bộ tam sắc thạch đó. Anh em nào mà chưa làm lần nào á, cứ làm theo hướng dẫn Khải, anh em xem video này đơn giản lên, cái gì khó nè. Rồi một cục tam sắc thạch này, một khoáng minh thạch này, 200 xu, 100 vạn, giữ 50 điểm phúc duyên. Xong. Rồi làm một cục nữa. Mấy thằng tới bắn đồ không bình nhanh lắm. Rồi. Voi ra gì nè em ơi, từ Khải đặt cái trang bị xuống luôn nè. Rồi. Kiếm đi. Khoáng minh. Khoáng minh vũ khí. Đó, anh em cùng xem sơ qua này, một khoáng binh một bỏ một khoáng một vũ khí này. Đây cái vũ khí đây, ok chưa đó, cái vũ khí rồi. Cái vấn đề thứ hai đó là một khoáng binh thạch, một tam sắc thạch 50 vạn 200 xu. Rồi xong, tỷ lệ thành công là 95%, đang thất bại 5%. Let's go, thành công biết gì đây. Khui anh em cùng nhìn qua màn hình bên tay trái nào ơi. Một ô. Sông đao. Đậu xanh đào. Hai ô đầu. Ê, chưa. Chưa. Một ô là kiếm, một ô. Một ô. Một ô đây. Là cái bóng, cái bóng này. Một ô đây. Bao dài. Khui. Thôi xong. Cái đao. Cái bóng. Cái bổng là cái đau gì cũng đau. Đau chết rồi. Đau nhiều khi người không muốn đau lại ra đau ra đậu xanh. Trời ơi. Thôi thêm lần nữa nè em ơi. Má thiệt luôn nè, không muốn đau lại ra đau nè, thật sự luôn nè. Hồi xưa mình muốn cái đau á thì nó cho mình mười mấy nhát, gần 1 triệu bạc. Đậu xanh. Hôm nay nó không muốn nó đau thì cho nó đau chết tôi. Ok. Nhẹ thành cái nè em ơi. Má phải rồi, thành công cái đau trời, không muốn đau đã đau ra. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Nhiều người không muốn đau. Đúng rồi, nhiều người muốn đau lắm luôn á, mà mình là rất đau tẩu thiệt sự. À tiếp theo. Đau cũng đẹp. Đau cũng đẹp nhưng mà nó lại con em ơi, nó lại cảm giác nó bị hơi bị không cảm giác đâu. À tiếp theo. Rồi, cái này nè như thế nào không biết sao anh em ơi. Không thành công thì lần sau chơi tiếp. Ta muốn hỗn binh vũ khí. Để vũ khí chưa? Cái này là ra cái đau nè. Trời ơi, phát một là đau luôn trời. Nếu mà bên tay phải anh Khải anh cho đi trái em ơi, không muốn đau cái này, anh đau anh Long nhìn ghiền lắm. Rồi cây bắn sát nổi trong 200 của đâu rồi hả? Xong thất bại mỗi rồi xong đó. nghỉ thất bại nè mày. Má lần thành công thành thất bại rồi, ok giá là ok, lần sau trở lại anh biết 45 kim anh ơi, 45 kim gì trời ơi, bắn sát nổi công 200 của 45 kim à. Đẹp không đẹp quá, đẹp anh ơi. Cái đao cầm cái đao đi cho đẹp. Không, cái kiếm anh ơi, nghe mi mà cầm đao làm gì. Nghe mi cầm cái kiếm mới dễ thương. Cầm kiếm dễ thương, đánh hai hướng anh ơi. Đây ok, được Khải chuyển tiền với người ta đó. Nãy giờ nói chuyện vui quá, quên chuyển tiền luôn đó. Khải mua hả? Đúng rồi anh, em mua cho anh ấy. Rồi. Cây đó mà sát nội công 200 luôn trời, cây này VIP nhất server luôn. VIP nhất server luôn, chứ còn ngày nào nữa đâu. Cây này mà cây... thất bại. Thất bại đầu đầu rồi. Anh Long thấy cái đao phát một là cái đao ông ghiền không? Một phát một luôn. Trời ơi, cái đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường á. Chứ phù hợp em đoán từ ấy đó hả anh Long? Phát một là đao luôn chứ. Không có tiếng. Trời,
tôi cái nó 45 kim quá rẻ lâu. Quá rẻ anh này. Ok à. Rẻ đủ size. 199. Nói chung á rẻ thì rẻ nhưng mà với cái hướng em ơi trưởng á thì nó không có nhiều người đầu tư nhiều. Nên là đỡ bỏ tiền ra mua. Đỡ bỏ tiền ra cái này mua thì người ta cũng đánh đo nữa. Nên là nó khó, người ta cũng đánh đo. Anh nãy anh Khải hỏi có đánh bot tại kìa. Ừ, mà nãy giờ anh em đi đâu hết rồi? Không ai, để tới tối khuya mình vừa coi ra băng vừa đánh luôn nghĩa. Ừ, dạ cũng được. Cái băng tiền á. Chung là hón phát một ra đau nhưng mà thiệt tình là mình không muốn đau đâu, phải muốn kiếm mới đẹp anh em. Kiếm thì ngày mới kiếm, ngày mới trưởng, vừa đánh kiếm vừa đánh trưởng, cảm giác nó hay đi ha, gọi là hù người ta thôi chứ còn chả biết cũng được gì, gọi là nó kiểu là nó được thêm một chút xíu hiệu ứng kiếm đồ sẵn sàng thì nó vui nữa. Đó, hón hai lần không có gì lỗ gì đâu rồi xong. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho một lần này ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Chúc anh em xem like vui vẻ nha. Một cái bình sắc nội công 200 no 1 server. Chắc chắn anh em cái này sẽ là no 1 server cho đến sập server, khẳng định một câu luôn. Còn nếu mà ra cái thứ hai thì thành no 2.